Trần Thuận Tông, Trong tay ngoại thích. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Hẳn các bạn chưa quên câu chuyện về nhà Trần cướp ngôi từ nhà Lý như thế nào. Có một giai thoại về lời nguyền của Lý Huệ Tông trước khi bị Trần Thủ Độ ép chết. Theo lời kể lại, thì trước khi chết, ông vua triều Lý này có để lại lời nguyền: các người đã cướp thiên hạ của ta, nay lại còn giết ta, nay ta chết như thế nào, con cháu các ngươi sau này cũng bị như thế. Chuyện vua Lý nguyền rủa dòng họ Trần không thấy sử sách nào ghi chép lại. Vì thế giai thoại này có lẽ là do người đương thời hoặc đời sau thêu dệt mà có. Bởi trong những thời khắc và hoàn cảnh như vậy, thì khó có ai là người làm chứng, mà chỉ là nghe nói, nghe đồn rồi truyền lại mà thôi. Thế nhưng, đúng thật là sau đó gần 200 năm, nhà Trần kết thúc có rất nhiều điểm tương đồng với kết cục triều đại nhà Lý. Để tìm hiểu điều này, mời các bạn cùng lắng nghe Trần Thuận Tông Trong tay ngoại thích. Thân thế của Trần Thuận Tông. Trần Thuận Tông có tên thật là Trần Ngung, Minh Thực Lục gọi ông là Trần Nhật Hỗn. Ông là con út của Trần Nghĩa Tông, có tước Chiêu Định Vương, không rõ mẹ là ai. Ông sinh năm 1377 và mất tháng 4 năm 1399. Trần Thuận Tông là vị hoàng đế thứ 11 và cũng là hoàng đế áp chót của triều Trần, nước Đại Việt. Ông trị vì từ năm 1388 đến khi bị ép nhường ngôi vào năm 1398. Vào năm 1372, vua Trần Nghĩa Tông nhường ngôi cho em là Trần Kính, tức là vua Trần Duệ Tông. Còn Nghệ Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Tiếc thay, vào năm 1377, vua Duệ Tông đi đánh Chiêm Thành thì bị thua chết. Thượng Hoàng lập con của Duệ Tông là Trần Phế Đế lên ngôi. Lê Quý Ly có hai người cô làm vợ vua Trần Minh Tông. Đến đời vua Trần Nghệ Tông, vua càng tin dùng Lê Quý Ly, đến mức hầu như quần thần đều thấy rõ bụng dạ muốn thoán đoạt ngôi vua của vị quan ngoại thích này. Khi lên ngôi, Trần Phế Đế muốn trừ khử Quý Ly. Thấy vậy, Quý Ly xui Nghệ Hoàng phế bỏ. Theo lời khuyên của Lê Quý Ly, Thượng Hoàng Nghệ Tông lập con trai mình mới 11 tuổi lên ngôi, đó là Trần Thuận Tông. Sau đó, Trần Thuận Tông cưới con gái của Lê Quý Ly và tất nhiên, Lê Quý Ly trở thành quốc trượng. Sau khi Trần Phế Đế mất, Trần Thuận Tông được Thượng Hoàng lập làm vua. Tiếng là làm vua trong 10 năm, từ năm 1388 đến năm 1398. Nhưng thực ra, Trần Thuận Tông không có quyền hành. Mọi quyền hành ban đầu do Thượng Hoàng Nghệ Tông quyết định. Sau khi Nghệ Tông mất, thì lãnh quyền lực tối cao chính là Lê Quý Ly. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: vua chỉ ngồi giữ ngôi không, việc nước trong tay quyền thần, tai họa đến thân mà không biết. 2. Trần Thuận Tông và 4 lần bị ép. Lê Quý Ly chi phối triều đình và đã 4 lần ép Thuận Tông phải theo ý của mình. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất về tính hư vinh của ông trên ngôi hoàng đế. Lần 1, bị ép rời đô. Vào tháng Giêng năm Đinh Sửu 1397, Quý Ly đã sai Lại Bộ Thượng Thư kiêm Thái Sư Lệnh Đỗ Tỉnh đi xem đất và đo đạc động An Tôn ở phủ Thanh Hóa, đắp thành đào hào, lập nhà tông miếu, dựng đàn xã tắc, mở đường phố. Ông ta có ý muốn rời kinh đô đến đó. Tháng 3 thì công việc hoàn tất. Trước đó, triều đình bàn bạc chưa xong, hành khiển Phạm Cự Luận khuyên nên thôi. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Quý Ly nói rằng: ý ta đã định từ trước rồi, ngươi còn nói gì nữa? Đến đây thì thực hiện. Thấy Quý Ly có ý định rời đô, nhiều đại thần phản đối như Phạm Cự Luận. Ngoài ra còn có khu mật chủ sự Nguyễn Như Thuyết có dâng thư can gián nhằm phân tích lợi hại của việc rời đô như sau: ngày xưa, nhà Chu, nhà Ngụy rời kinh đô đều gặp phải điều chẳng lành. Nay đất Long Đỗ có núi Tản Viên, có sông Lô Nhị, núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi. Từ xưa, các bậc đế vương mở nền dựng nước,
không đời nào không lấy đất làm nơi sâu gốc bền rễ. Hãy nên noi theo việc trước. Khi ấy, quân Nguyên bị giết, giặc Chiêm phải nộp đầu. Xin nghĩ lại điều đó để làm thế vững vàng cho nước nhà. An tôn đất đai chật hẹp, hẻo lánh, ở nơi đầu non cuối nước, hợp với loạn mà không hợp với trị. Cho dù dựa vào thế hiểm trở thì đời xưa đã có câu, cốt ở đức chứ không cốt ở hiểm. Thấy khu mật chủ sự Nguyễn Như Thuyết phân tích vậy, nhưng Trần Thuận Tông không có quyết sách gì mà để mặc cho Quý Ly định đoạt. Thế rồi đến mùa đông tháng 11, Quý Ly ép vua rời kinh đô đến phủ Thanh Hóa. Sự kiện này cũng được ghi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Như vậy, khi đã nắm đại quyền, hai người tâm phúc là tướng quân Nguyễn Đa Phương và mưu sĩ Phạm Cự Luận đều bị Lê Quý Ly trừ bỏ. Đến tháng 11, Quý Ly bức vua Thuận Tông rời kinh đô về Thanh Hóa. Cung nhân Trần Ngọc Cơ và Trần Ngọc Kiểm nói mật với vua rằng rời đô thế nào cũng bị cướp ngôi, Quý Ly cho giết hết. Theo Lê Quý Đôn ghi lại thì thể lệ của nhà Trần dùng người trong tộc họ Trần làm tể tướng, dẫu nắm công việc trong nước cũng không được quyền cai quản quân đội, quyền bính trong nước do quan hành khiển giữ. Vua Nghệ Tông phá lệ không dùng người của họ Trần, phong Lê Quý Ly làm bình chương phụ chính, lại cai quản cả quân đội, khiến cho quyền của Lê Quý Ly càng to lớn, mới gây ra họa cướp ngôi. Bị ép nhường ngôi. Lê Quý Ly muốn cướp ngôi nhà Trần, nhưng vì đã có lời thề với Thượng Hoàng Nghệ Tông rằng nếu thần không biết dốc lòng chung, hết sức giúp quan gia để truyền đến con cháu về sau thì trời sẽ ghét bỏ thần. Quý Ly đành phải thực hiện lời thề đó. Nhưng để có thể cướp ngôi, ông ta đã ép bằng được Trần Thuận Tông nhường ngôi cho con là Trần Án mới lên 3 tuổi để lên làm Thái Thượng Hoàng. Với hành động này, Quý Ly đã thực hiện đúng với lời thề là giúp truyền đến đời cháu của Nghệ Tông. Mà Trần Án, tức vua Trần Thiếu Đế, cũng chính là cháu ngoại của Lê Quý Ly, nên ông ta càng thuận lợi hơn trong việc nắm giữ toàn quyền định đoạt tại triều đình. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, thời điểm diễn ra sự kiện này là vào năm Mậu Dần 1398. Cụ thể như sau: mùa xuân, tháng 3, ngày 15, Lê Quý Ly ép vua phải nhường ngôi cho Hoàng tử Án. Chiếu nhường ngôi viết: trẫm trước vốn mộ đạo, không có bụng làm vua, không có đức mà tạm giữ ngôi, thực khó mà làm nổi. Huống chi bệnh thần kinh thường phát ra, thờ cúng và chính sự đều không làm được. Lời thề nguyền trước trời đất quỷ thần đều nghe. Nay nên nhường ngôi để vững nghiệp lớn, Hoàng Thái tử Án có thể lên ngôi hoàng đế. Phụ chính Thái sư Lê Quý Ly là quốc tổ nhiếp chính. Trẫm tự làm Thái thượng nguyên quân hoàng đế, tu dưỡng ở cung Bảo Thanh để thỏa chí xưa. Bị ép đi tù. Nhân nói đến lời nguyền của nhà Lý trước đó, Vương Triều Trần cũng có kết thúc thê thảm tương tự. Sau khi ép vua Thuận Tông nhường ngôi, Lê Quý Ly lấy cớ là vua muốn dành thời gian để chuyên tâm cho việc tu hành. Quý Ly cho người thuyết phục Trần Thuận Tông bằng cách ngấm ngầm sai đạo sĩ Nguyễn Khánh ra vào trong cung, thuyết phục vua rằng cõi tiên thanh nhã thơm tho, khác hẳn phàm trần. Các tiên đế bản triều ta chỉ thờ đạo Phật, chưa có ai đi theo chân tiên. Bệ hạ được tôn ở ngôi cửu ngũ, nhưng muôn việc khó nhọc, chi bằng truyền ngôi cho Đông Cung để tu dưỡng khí hư hòa. Trần Thuận Tông biết rằng chẳng thể nào từ chối được nên đành nghe theo, và để cho Nguyễn Khánh làm lễ tâu, ghi sổ phụng đạo vào cõi tiên. Sau đó, Lê Quý Ly cho làm cung Bảo Thanh ở phía tây nam núi Đại Lải, đất Thanh Hóa, đưa vua tới đó ở, nhưng thực ra là giam lỏng. Đến tháng 4 năm 1399, Quý Ly cưỡng ép vua phải xuất gia thờ đạo giáo. Ra ở quán Ngọc Thanh ở thôn Đạm Thủy, nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bị ép tự tử. Sau khi ép Trần Thuận Tông xuất gia, Quý Ly sai nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn đi theo để trông coi. Vua hỏi rằng:
ngươi theo hầu ta muốn làm gì chăng? Cẩn không nỡ trả lời. Sợ có biến, Quý Ly quyết định lên kế hoạch ép chết Trần Thuận Tông, đồng thời cũng là con rể của mình. Ông lấy chuyện của Dương Nhật Lễ, tức Hôn Đức Công và Trần Phế Đế, những vị vua bị truất ngôi rồi bị giết, để ép Trần Thuận Tông tự tử. Trong bức thư gửi vua, Quý Ly viết rằng: Tiền hữu dung ám quân, Hôn Đức cập Linh Đức, hà bất tảo an bài, đồ sử lao nhân lực. Nghĩa là trước đã có vua hèn ngu là Hôn Đức và Linh Đức, sao bây giờ không sớm tự liệu đi, đừng để cho người khác phải nhọc sức. Sau đó, Quý Ly tiếp tục bí mật cho người đưa một bức thư khác đến chỗ Nguyễn Cẩn. Trong thư viết ngắn gọn: Nguyên quân không chết thì ngươi phải chết. Nhận được thư của Quý Ly, Nguyễn Cẩn liền lấy thuốc độc ép vua phải uống, rồi bắt uống thêm nước dừa, lại không cho ăn gì để thuốc phát tác nhanh. Nhưng Trần Thuận Tông vẫn không chết. Quý Ly nhận được tin báo bức tử không thành, liền sai xa kỵ vệ thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh đến dùng dây lụa thắt cổ giết chết nhà vua. Do đó, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết rằng Phạm Khả Vĩnh treo cổ vua đến chết. Năm ấy, Trần Thuận Tông mới 21 tuổi. Có lẽ câu ca dao mà nhân dân bao đời xưa đã lưu truyền nhằm khuyến thiện, trừ gian phản loạn vẫn ít nhiều phù hợp với trường hợp mà người ta hay tin vào lời nguyền báo ứng vừa kể. Đời trước quả báo còn xa, đời sau quả báo diễn ra nhãn tiền. Cuộc đời của vị vua trẻ này thật là bi đát. Ban đầu ông bị ép phải rời đô, sau đó bị ép phải nhường ngôi, ép đi tu và cuối cùng là bị ép phải chết. Nhà sử học thời Hậu Lê là Lê Tung trong Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận viết rằng: Thuận Tông theo mệnh của quyền thần, ngồi giữ ngôi không. Công việc ở Kim U, tên ngọn núi ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, nơi xây nhiều cung điện còn chưa xong. Yến Tược ở Thạch Thành, tức thành đá Tây Đô, đang vui, mà công hầu nhà Trần thì bị giết. Trần Nguyên Đán chán nản về ẩn ở núi Chí Linh, rốt cuộc để cho kẻ xích trủy được hoành hành, Quán Ngọc Thành bị bức chết. Sách Việt Sử Tiêu Án nói rõ: tuy làm vua mà chỉ giữ hư vị, làm vị vua bù nhìn. Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì viết rằng: vua chỉ ngồi giữ ngôi không, việc nước trong tay quyền thần làm cả, tai họa đến thân mà không biết, thương thay. Về Quý Ly, vào tháng 2 năm 1400, Quý Ly lúc ấy đã 64 tuổi. Ông bức vua Trần phải nhường ngôi, lại buộc các quan và tôn thất 3 lần dâng biểu khuyên lên ngôi. Quý Ly giả vờ từ chối 3 lần, rồi nói: ta sắp xuống lỗ rồi, còn mặt mũi nào mà trông thấy tiên đế ở dưới đất nữa. Thế rồi lại tự lập mình làm vua, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, quốc hiệu Đại Ngu, đổi thành họ Hồ. Như vậy ta thấy rằng kết cục của nhà Trần không khác mấy so với nhà Lý trước đó. Về Hồ Quý Ly là người hơn Trần Thủ Độ ở học vấn, nhiều chữ nghĩa, nhưng cách mà Hồ Quý Ly dùng để cướp ngôi nhà Trần cũng mang thủ đoạn tương tự. Khi nắm trong tay quyền lực, cài đặt hết thân tín vào triều đình, thì Hồ Quý Ly cũng ép vua cũ đi tu, ép vua mới phải nhường ngôi. Nếu Thủ Độ ép vua Lý Huệ Tông đi tu ở chùa Chân Giáo, thì Hồ Quý Ly ép vua Trần Thuận Tông đi tu ở đạo quán Ngọc Thanh. Sau, để tránh hậu họa, tránh nhân dân nhớ về vị vua cũ, cả Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly đều tận sát các cựu hoàng. Chỉ có một điểm khác là trong vở kịch chính trị, Trần Thủ Độ không vơ ngai vàng về mình, còn Hồ Quý Ly ngoài 60 vẫn muốn ngồi lên ngai vàng thì mới thỏa tâm nguyện. Các bạn vừa theo dõi Trần Thuận Tông trong tay ngoại thích. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật thường xuyên và sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.